Phía trước này là gắn điện thoại, sau này là để gắn cho cái DJI Osmo Pocket, giờ gắn cái điện thoại trước. Nếu điện thoại thì gắn vô, đầu tiên là gắn vô đây, gắn vô cái xe đạp. Cứng lại xong để cái điện thoại lên. Nếu mà sử dụng kia điện thoại để bật smart coi đường, đi chạy xe đạp hay là để coi chạy được quãng đường bao nhiêu. Cái này nó có cái DJI Osmo Pocket này, nó có là so, nó lúc mà độ rung nó sẽ nhúng. Còn cái là so nằm ở đây này, nó sẽ nhúng. Khi mà đi dần nó sẽ nhúng, nó làm giảm cái rung đó. Đây là để cái điện thoại để coi map, hay là mở mấy cái phần mềm tracking để coi là mình đạp được cái khoảng đường là bao nhiêu km. Hay mở cái map lên, mở map để mình coi cái quãng đường mình đi, để mà làm cho cái móc cho cái DJI Osmo Pocket, để treo cho cái DJI Osmo Pocket thì mình đổi cái này ra, mình quay cái hướng ngược lại, quay cái hướng ngược lại, siết cho cái này nó cứng trước, sau đó mình sẽ gắn cái dock của DJI Osmo Pocket vô. Lắp cỡ đi xe nó không kịp nó như thế này. Đó. Mình sẽ gắn vô đây. Gắn vô thế này. Sẽ siết cái này lại cho nó chỉnh, cho nó ngay lại, rồi sau mà siết lại cho nó cứng.
con, đi lên, lấy tay ra đi lên. Đó, mình xếp cho nó cứng lại. Sau đó mình chỉnh cái này cho nó ngay lại, cho nó căng bằng một chút. Đây, rồi sẽ có một cái để treo cho cái DJI Osmo Pocket. Cái này á là tự chế, nó là hai trong một, và nó vừa để được cái DJI Osmo Pocket, vừa để được cái điện thoại di động luôn. Và nó có giảm rung khi chạy vào xe đạp trên mấy cái đường đá nhỏ nhỏ, đường nó dằn rung lắc mạnh, nó sẽ làm chất lượng hình ảnh cải thiện, là chất lượng hình ảnh khi mình quay video.